60 tuổi vẫn trẻ trung khỏe đẹp, nhờ ăn 7 thứ này khỏi cần đi làm đẹp. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, phụ nữ luôn được coi là phái đẹp và tượng trưng cho những gì được gọi là đẹp nhất của tạo hóa. Trong cuộc sống thì các chị em phụ nữ luôn quan tâm đến vẻ đẹp của mình, cũng như quan tâm đến việc làm thế nào để có thể giữ gìn nhan sắc. Và một trong những yếu tố quyết định đến nhan sắc của chị em đó là làn da. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh và các dưỡng chất cần thiết thiết yếu khác có thể giúp ngăn chặn quá trình lão hóa da. Sau tuổi 30, nếu phụ nữ chỉ chú trọng vào việc chăm sóc làn da từ bên ngoài với các loại kem, mặt nạ, serum mà quên đi việc bổ sung dưỡng chất ngừa lão hóa da từ bên trong thì công cuộc trẻ hóa làn da hoàn toàn không có tác dụng. Do đó, phụ nữ ngoài 30 tuổi đừng quên bổ sung vào thực đơn ăn uống hàng ngày những siêu thực phẩm chống lão hóa này để có thể sở hữu một làn da căng mịn, hồng hào, trẻ mãi không già quý vị nhé. Thứ nhất, đậu nành, thần dược giúp da căng mịn. Đậu nành là một thực phẩm chống lão hóa hàng đầu, là nguyên liệu trong các bữa ăn của người châu Á. Đậu nành được chế biến thành hạt sấy khô để làm món ăn vặt, thành sữa, đậu phụ hay còn gọi là đậu hũ trong các bữa ăn. Các loại đậu rất giàu isoflavon, một loại phytoestrogen giống như estrogen có nguồn gốc từ thực vật. Isoflavon có đặc tính chống viêm, giúp điều chỉnh phản ứng viêm của cơ thể, chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa tế bào, chống ung thư và kháng khuẩn. Những món ăn được làm từ đậu nành rất giàu protein, các loại axit amin thiết yếu cho cơ thể. Ngoài ra, trong đậu nành có các khoáng chất như canxi, sắt, manga, selen, phosphor, magie, kẽm và đồng giúp xương chắc khỏe và nhiều năng lượng. Có nghiên cứu cho rằng việc ăn đậu phụ giúp no lâu hơn và hạn chế tăng cân. Thứ hai, chống lão hóa với cà rốt. Cà rốt là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, dùng nhiều trong các món ăn hàng ngày. Cà rốt chứa nhiều beta-carotene và carotenoid giúp cho loại quả này luôn có màu cam đẹp. Theo nghiên cứu, beta-carotene giúp cơ thể chuyển đổi vitamin A, tăng cường miễn dịch, thị giác, sinh sản, tăng trưởng các tế bào. Cơ thể bạn không thể tự sản sinh vitamin A, vì thế cần bổ sung từ chế độ ăn hàng ngày. Sắc tố cam của cà rốt là một chất chống oxy hóa, giúp các tế bào giảm sự tác động từ các gốc oxy hóa tự do gây ra trong cơ thể. Cà rốt trắng không chứa sắc tố cam, beta-carotene, nhưng nó chứa flavocarinoid, một chất dinh dưỡng có thể chống ung thư. Để giữ được lượng dinh dưỡng trong cà rốt, bạn nên để nguyên cà rốt khi luộc và cắt chúng sau khi luộc. Thứ ba, rau họ cải, anh hùng xanh, sống oxy hóa. Các loại rau nhà họ cải như bắp cải, bông cải xanh, cải mầm, cải ngọt, cải thìa, cải bó xôi là những thực phẩm chống lão hóa có nhiều vi lượng. Những loại rau họ cải chứa hàm lượng dinh dưỡng phong phú như vitamin C, E, K, B9, kali, canxi, selen, chất cần thiết cho tuyến giáp hoạt động và chức năng của hệ miễn dịch. Lutein, beta-carotene giúp làm chậm quá trình lão hóa, hấp thụ chất béo, ngăn ngừa tăng cân, tăng cường trí nhớ, bảo vệ tim. Đặc biệt, trong các loại rau cải chứa glucosinolate, chất này giữ hương vị cay nồng đặc trưng cho họ cải và có nhiều lợi ích cho sức khỏe, giúp điều chỉnh các phản ứng căng thẳng, viêm trong cơ thể, có khả năng kháng khuẩn và phòng ngừa ung thư. Thứ tư, cá hồi giàu omega 3 bảo vệ da khỏi quá trình lão hóa. Các nghiên cứu chỉ ra rằng lượng protein và đạm trong các loại thịt đỏ rất nhiều, nhưng nó gây hại cho sức khỏe về lâu dài. Thay vào đó, bạn có thể lựa chọn các loại cá, đặc biệt là cá hồi, có rất nhiều lượng dinh dưỡng. Cá hồi chứa nhiều protein, axit béo, omega 3 có lợi cho mắt, chống khô mắt, sáng mắt, tăng cường trí nhớ, chống oxy hóa, giúp da căng mịn, trẻ trung. Hàm lượng kali cao có trong cá hồi ngăn ngừa bệnh tim mạch, selenium điều chỉnh các hoạt động hormone, tăng khả năng trao đổi chất, giảm các bệnh tuyến giáp. Cá hồi tự nhiên chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Cá hồi nuôi tuy chất ít dinh dưỡng nhưng vẫn có những chất cần thiết, phù hợp với cơ thể. Mặc dù cá hồi có nhiều lợi ích cho sức khỏe, là thực phẩm chống lão hóa cho da, nhưng các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng bạn không nên ăn cá hồi hàng ngày. Trong cá hồi có lượng thủy ngân, arsen, dioxin, những chất này có thể tích tụ và gây hại cho cơ thể. Vì vậy, bạn không nên ăn quá 4 lần trên tuần. Thứ 5. Trái cây có múi giúp da căng mịn. Trái cây là những anh hùng của chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt là các loại trái cây có múi như cam, bưởi, chanh, quýt. Các loại trái cây họ cam được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng vì có hàm lượng vitamin C cao, chống oxy hóa, giảm nếp nhăn, đánh tan vết nám da, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm viêm, chống nhiễm trùng. Ngoài lượng vitamin C cao, các loại trái cây chứa chất xơ, kali, vitamin A, B6, B9, canxi, phosphor, đồng, riboflavin, axit pantothenic.
các chất flavonoid, coumarin, catechol có tác dụng chống ung thư, các bệnh tim mạch, thoái hóa thần kinh và kéo dài tuổi thọ. Các loại trái cây có thể thay đổi thành nhiều thức uống kết hợp các loại bánh làm gia vị cho một số món ăn. Thứ 6. Trà xanh. Theo nhiều nghiên cứu thì trà xanh rất tốt cho sức khỏe. Các thành phần có trong trà xanh giúp ngăn ngừa nhiều loại ung thư khác nhau, tăng cường sức khỏe tim mạch và sự trao đổi chất. Hơn nữa, trà xanh còn giàu chất chống oxy hóa, làm giảm sự hình thành các gốc tự do và ngăn chặn sự lão hóa sớm. Thứ 7. Nghệ. Nghệ cũng là một loại gia vị được nhiều gia đình yêu thích, được sử dụng trong rất nhiều món ăn. Nghệ có đặc tính chống ung thư, chống viêm và giúp tiêu hóa tốt. Bên cạnh đó, nghệ còn giúp làm chậm quá trình lão hóa da, mang đến nguồn năng lượng tuyệt vời và giảm bớt căng thẳng. Thưa quý vị, 7 thực phẩm chống lão hóa trên đây mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn. Nhưng bạn đừng quên rằng, sức khỏe và tuổi thọ không thể đạt được hiệu quả tốt nhất nếu không có chế độ ăn cân bằng kèm với lối sống lành mạnh. Vì thế bạn nên thay đổi ngay những thói quen xấu có hại da dưới đây để có thể trẻ trung, xinh đẹp quý vị nhé. Thứ nhất, ăn nhiều đồ ngọt. Những món ăn chứa quá nhiều đường có thể khiến cơ thể của bạn dần bị xuống cấp trầm trọng. Đặc biệt, nó sẽ làm cân nặng của bạn tăng lên từng ngày và khiến làn da bị chảy xệ, sần sùi theo thời gian. Do đó, các chuyên gia dinh dưỡng thường xuyên khuyên chúng ta nên hạn chế tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt ngay từ khi còn trẻ, bởi điều này sẽ giúp ngăn ngừa làn da bị mất đi độ đàn hồi hay gây quầng thâm mắt, xuất hiện nếp nhăn sớm. Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn trái cây hoặc uống nước ép nguyên chất thay vì tiêu thụ những món ăn chứa nhiều đường sẽ tốt hơn cho làn da. Thứ hai, uống quá ít nước trong ngày. Với những người thường xuyên phải ngồi làm việc trong môi trường điều hòa thì làn da rất cần được cung cấp đủ độ ẩm. Nếu không uống đủ từ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày thì cơ thể của bạn sẽ gặp phải tình trạng thiếu nước và có nguy cơ xuất hiện những tình trạng khô da, nhanh lão hóa. Vậy nên, hãy chú ý nhiều hơn tới việc uống đủ nước hàng ngày để cung cấp đủ độ ẩm cần thiết cho da. Thứ ba, lười bôi kem chống nắng khi ra đường. Rất nhiều người vẫn giữ thói quen không dùng kem chống nắng khi ra đường mà chỉ mặc thêm một chiếc áo chống nắng bên ngoài. Tuy nhiên, ánh nắng gay gắt từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều khi chiếu xuống vẫn có thể xuyên qua lớp áo chống nắng và gây ảnh hưởng trực tiếp đến làn da của bạn. Do đó, trước khi ra ngoài khoảng 30 phút, bạn nên chủ động bôi kem chống nắng để lớp kem thấm sâu vào làn da của bạn, từ đó giúp đạt được hiệu quả chống nắng cao hơn. Thứ tư, bỏ qua việc tập luyện hàng ngày. Tập luyện không chỉ giúp cơ thể bạn dẻo dai, săn chắc, mà còn kích thích cơ thể tiết mồ hôi để thúc đẩy độc tố bên trong thoát ra ngoài. Tuy nhiên, nhiều người vì quá bận rộn hay lười biếng nên thường bỏ qua việc tập luyện trong ngày. Điều này cũng góp phần không nhỏ khiến tình trạng lão hóa da diễn ra sớm và làn da ngày càng thâm xỉn hay tái nhợt. Thứ năm, ngủ quá ít. Giấc ngủ rất quan trọng đối với cơ thể mỗi người. Nếu không ngủ đủ giấc thì bạn sẽ gặp phải tình trạng mắt thâm quầng, mệt mỏi, tăng cân, nhanh già. Vì vậy, mỗi ngày bạn nên cố gắng ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng để giúp tinh thần luôn tỉnh táo, tràn đầy sức sống và hỗ trợ cải thiện làn da tốt hơn. Thứ sáu, uống quá nhiều rượu. Một thói quen gây lão hóa da nữa đó chính là uống nhiều rượu bia. Rượu gây lợi tiểu, do đó làm cơ thể cũng như làn da bị mất nước, khiến da bị khô, thiếu sức sống. Uống nhiều rượu làm cạn kiệt vitamin C và vitamin A của cơ thể, nên làn da cũng kém phục hồi trước những tác nhân gây lão hóa môi trường như ánh nắng và các chất ô nhiễm. Ngoài ra, uống rượu bia rất không tốt cho gan. Nếu gan khỏe, da cũng sẽ khỏe và trẻ trung hơn. Vì vậy, cần hạn chế uống nhiều rượu bia để làm chậm quá trình lão hóa da. Thứ bảy, nhai thức ăn ở một bên. Nhiều chuyên gia khuyến cáo rằng việc nhai thức ăn ở một bên thường xuyên sẽ khiến cơ mặt phát triển không đồng đều và mất cân bằng. Do đó, bạn cần duy trì thói quen ăn uống là nhai đều ở cả hai bên để vùng cơ mặt và da mặt được săn chắc đồng đều. Thứ tám, hay cau mày. Con gái khi mà cáu giận hay căng thẳng sẽ rất dễ làm bộ mặt cau mày, nhăn nhó. Thế nhưng, thói quen cau mày sẽ khiến vùng da ở trán nhanh xuất hiện và các nếp nhăn do có tác động trao đổi chất và tuần hoàn máu trên da giảm. Ngoài ra, khi cau mày, làn da của bạn cũng dễ bị thâm xì, sạm nám nhanh hơn. Thứ 9. Ngồi trong phòng máy lạnh thường xuyên. Điều hòa hoạt động cơ chế hút độ ẩm trong không khí để sản sinh ra khí nóng, lạnh. Do đó, nếu bạn thường xuyên ngồi làm việc trong phòng điều hòa thì da sẽ mất đi độ ẩm tự nhiên và nhanh khô hơn. Tuy nhiên, nếu đặc thù công việc bắt buộc bạn phải ngồi trong phòng điều hòa, thì bạn nên nhớ hãy bôi kem dưỡng da thường xuyên và uống nhiều nước để cung cấp đủ độ ẩm cho da. Cuối cùng, sử dụng máy tính, điện thoại thường xuyên.
Luồng bức xạ phát ra từ máy tính hay điện thoại có thể tác động trực tiếp đến làn da, nhất là khi bạn phải cúi đầu thường xuyên để nhìn vào màn hình, từ đó gây ra các nếp nhăn trên cổ. Thậm chí, việc nheo mắt để đọc con chữ cũng khiến nếp nhăn trên mặt xuất hiện. Vậy nên, bạn cần hạn chế nhìn quá lâu vào màn hình và nhớ massage cho vùng mặt và cổ thường xuyên để bảo vệ da tốt hơn. Thay vì tốn nhiều tiền vào các sản phẩm làm đẹp, bạn có thể thay đổi thói quen hàng ngày thông qua việc ăn uống đơn giản để có một sức khỏe tốt, một làn da căng mịn. Bạn nên thử áp dụng những thực phẩm gợi ý trên đây quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.